Cụ Lý lật lọng, không chia xoài cho nhà bà Bẹo như đã hứa. Nhưng xoài chín lại cứ bị vặt trộm, mỗi ngày mất vài quả. Cụ dán giấy cảnh báo thì bị treo lại. Trời mắng cũng không ăn thua, dùng chó canh thì nhức đầu. Trong cơn bí bách, cụ Lý đi tìm gặp Hồng Xiêm. Đến lượt tớ, các cậu nghe xem tớ hát có hay không nhé. Trời cao trong xanh, sương sớm long lanh, mặt nước xanh xanh, cánh lá rung rinh, la 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 la. Ôi, Hồng Xiêm hát có hồn quá, hồn tiêu phách tán, phải là hồn bay phách lạc. Hồng Xiêm ra đấy cụ nhờ cái này tí. Chúng con chào cụ Lý ạ. Chúng con chào cụ Lý ạ. Chúng con chào cụ Lý ạ. Dạ, cụ tìm con có việc gì thế ạ? Đây, ngươi xem có cách nào giúp cụ. Làm được, cụ cho mấy quả về mà ăn, xoài ngon lắm. Dạ, con biết rồi. Cụ cứ về đi ạ. Chiều con nghĩ được cách thì con sang ạ. Thế ta đi nhá. Nhớ là sáng sớm đấy. Vâng, con chào cụ ạ. Này, cụ Lý nhờ cậu gì thế? À, cụ Lý nhờ tớ nghĩ cách chống xoài tặc ấy mà. Là sao? Cây xoài quý nhà cụ ấy năm nay sai quả lắm, nên hay bị trộm vặt, hôm nào cũng mất dăm quả. Cây xoài quý á, đó là cây xoài nhà tớ mà. Cụ Lý ăn cướp của mẹ tớ đấy. Thế á, sao lại ăn cướp xoài được? Chuyện là thế này. Tóm lại là cụ có chia xoài cho tôi không? Xoài nhà ta, việc gì tôi phải chia cho nhà chị? Cái cụ này hay thật. Cụ già nên lẫn rồi đúng không? Để tôi nói lại lần nữa cho cụ nghe này. Một năm trước, có cơn bão qua làng. Cụ bảo vườn nhà tôi ngập hết, rồi còn nhiều sỏi đá. Tốt nhất là đánh cây xoài sang vườn nhà cụ trồng cho. Cụ còn hứa, năm sau ra quả, hai nhà sẽ chia đôi xoài cơ mà. Ta nói giờ nào, ngày nào, tháng nào, năm nào. Có rồi, ngươi chứng minh đi. Đúng là đồ khôn ăn người, đồ lật lọng cháo trở. À, hiểu rồi. Thế thì nhân cơ hội này, tớ sẽ đòi lại xoài cho nhà cậu. Không thể để cụ Lý ăn không ăn hỏng của người khác được. Xoài dâng quan. Đây cụ ạ, cụ cứ để biển xoài dâng quan thì con đảm bảo không có tên trộm nào dám vặt xoài nữa đâu ạ. Thằng này thế mà khá, cách gì cũng nghĩ ra được. Từ giờ có mà bố đến nào dám trộm nữa. Con mà Lị, cụ cứ yên tâm ạ. Giờ ngươi cứ về đi. Mấy hôm nữa mà không bị mất xoài thì sáng ta thưởng cho mấy quả nhá. Vâng ạ. Quan huyện tới. Ôi, hâu đâu, người cất biển ở cái xoài chưa? Dạ, không có lệnh của cụ, con làm sao dám cất ạ? Đồ ăn hại, toáng rồi. Ấy da, con chào quan ạ. Dạ, quý hóa quá, không biết có việc gì mà hôm nay quan lớn hạ cô đến thăm con thế ạ? Mới quán vào trong sơi nước ạ? Thôi khỏi, ta đang còn bao việc, phải đi ngay. Nghe nói nhà ngươi có cây xoài quý, muốn dâng cho ta hả? Có phải cây xoài kia không? Ồ, sai quả thật, mùi thơm quá. Đúng là xoài quý. Dạ, quán đúng là thính như... Như gì? Dạ, như thân ạ. Quả thật là con cũng có ý dâng quán, nhưng xoài năm nay thơm vậy thôi, chứ chua lắm. Sợ quán chê nên con cũng ngại ạ. Không sao, chua ngọt, miễn ngươi có lòng là quý rồi. Với lại quả hãy còn xanh, lại còn sứt dẻo, nhìn xấu nên... Ta thấy quả to đẹp đấy chứ, chín thơm nức ra đây này. Nay ta hái là quá chuẩn rồi. Dạ thưa quán. Lính đâu? Hái hết xoài mang về phủ cho ta. Dạ. Ta ghi nhận tấm lòng của người. Xoài này thơm, chắc là ngon lắm. Thôi, ta về. Dạ, con chào quán ạ.
Ôi trời ơi, xoài ơi là xoài, cái thằng không xiêm tưởng tổng mình thế nào. Ai ngờ chẳng biết tính toán lo xa gì, mất hết rồi. Này Hồng Xiêm, mít mật đấy à? À, cháu chào cô ạ. Hồng Xiêm chăm chỉ đọc sách nhỉ, chẳng bù cho thằng mít mật nhà cô. Mẹ này. Này, cô biếu nhà cháu mấy quả xoài. Nhờ cháu mà cô lấy lại được số xoài mà cụ Lý định cướp trắng của cô. Xoài hôm qua vẫn còn nhiều quá. Ôi, có gì đâu à cô, cháu xin ạ. Mà không biết cụ Lý giờ sao rồi nhỉ? Cháu cũng không rõ, nhưng chắc là cụ ấy đang tiếc đứt ruột ạ. Nghĩ lại hôm qua mà thấy sướng. Sau khi lính quan huyện mang xoài về nhà cho cô biếu quan một chút, gọi là tấm lòng. Rồi cô còn định mang sang cho cụ Lý một ít. Nhưng nghĩ lại thôi, đã xấu bụng thì cho nhịn. Mà Hồng Xiêm, sao hôm qua cậu lại dẫn được quan huyện về vườn nhà cụ Lý thế? Chẳng là tớ có hẹn làm thơ đối chữ với quan từ trước đó. Tiện hôm qua, tớ muốn nhờ quan dạy cho cụ Lý một bài học ấy mà. Cậu đúng là đỉnh của chóp. Này anh gì ơi, anh bị làm sao thế? Sao anh lại ngất ở đây thế? Khát, khát quá. Nước. Này, các ngươi làm gì mà túm tụm trước cửa nhà ta thế này hả? Đây là chỗ để các ngươi ngồi chùa đấy ạ. Mau đi đi, đi cho rộng cửa nào. Cha con cháu vừa đi tới đây thì gặp anh này bị ngất ạ. Thế nên mới dừng lại để đỡ anh ta thôi. Xong bọn cháu đi ngay bây giờ ạ. Cái gì? Ngất à? Sao lại ngất ở đây? Ôi giời ơi là giời. Ngất thì ra chỗ khác mà ngất chứ. Đem xui xẻo đến nhà ta thế này ạ. Mới sáng ngày ra. Bẩm bà, còn là thợ chế tác kim hoàn ở kinh thành. Chẳng may xa cơ lỡ vận, lỡ bước đến vùng này, mong bà xá tội cho kẻ bần hàn này ạ. Hả? Rồi chế tác kim hoàn ở kinh thành á? Sao không nói sớm? Vừa hay bà cũng đang cần một nghệ nhân chế tác kim hoàn. Đúng lúc gặp người ở đây, người có muốn làm việc cho ta không? Ôi, bà cho con việc làm, con đội ơn bà lắm ạ. Con không cần công xá gì, chỉ cần chén cơm cho đầy dạ. Con nguyện làm trâu làm ngựa, mang ơn bà suốt đời ạ. Cha con ta đi thôi, chồng anh ta cũng khỏe mạnh rồi đấy. Không cần đến sự giúp đỡ của chúng ta nữa đâu. Tưởng gì, cơm nhà bà không thiếu. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn làm việc cho ta thôi. Dạ, con đang chờ bà sai bảo đây ạ. Ngươi vừa nói ngươi ở kinh thành phỏng. Dạ vâng, chẳng giấu gì bà, con là nghệ nhân kim hoàn có tiếng đấy ạ. Chẳng qua con có việc đi ngang qua đây, trên đường đi bị rơi mất tay nải, nên mới ra cơ sự này thôi ạ. Nhà ta muốn làm cái chén bằng bạc, khảm phỉ thúy, ngươi có làm được không? Chuyện nhỏ như con thỏ thưa bà, con làm một loáng là xong. Bà muốn làm bao nhiêu chén cũng được ạ. Thế thì được, được. Vào cả đây. Bà ơi, bà cho cháu vào chơi được không ạ? Cháu chưa thấy chế tác kim hoàn bao giờ. Chắc cái chén phải đẹp lắm bà nhỉ? Tất nhiên rồi, nghèo rớt mùng tơi như ngươi thì làm sao mà thấy được. Cho ngươi vào xem cái sự phú quý giàu sang của nhà ta đấy. Ngươi nói xem, để làm cái chén thế này bằng bạc thì cần bao nhiêu bạc? Từ xưa đến nay con làm rất nhiều chén vàng chén bạc, nhưng để đong chính xác lượng bạc là rất khó ạ. Vì ai mà biết được nó thừa thiếu ra làm sao? Mạn phép bà, con cứ xin bà 20 thỏi bạc để làm cái chén này, đảm bảo chén dày và đẹp ạ. Còn công xá,
con chỉ xin bà một bát cơm rau thôi. 20 thỏi cơ à? Ngót nghét 20 lạng bạc rồi còn gì? Sao nhiều thế? Không kém được à? Dạ bẩm bà, người sang trọng như bà cũng biết thừa những chiếc chén bạc này cần độ tinh xảo, dày dặn như thế nào. Lượng bạc bao nhiêu cũng được, có điều cái chén sẽ mỏng le mỏng lét. Thậm chí chỉ cần một thỏi bạc để mạ bên ngoài, còn bên trong con dùng đồng thau cũng được. Nhưng như thế còn đâu là sự sang trọng và quyền quý của bà nữa ạ? À? Hắn nói phải, ngộ nhỡ không may có ai phát hiện ra ta dùng chén đồng thau mạ bạc, có phải là xấu hổ không? Được, đã vậy cứ chơi lớn một lần xem sao. Thôi được, 20 thỏi thì 20 thỏi, ta không thể thua kém mấy vú bà phiện bên được. Ngươi làm cho ta đi. Dạ, bà quả là sáng suốt ạ. Con sẽ khiến cho chén bạc của bà đẹp ăn đứt mấy bà huyện phú bên đấy chứ ạ. Được, thế thì còn gì bằng. Các bà ấy tha hồ mà ngưỡng mộ ta. Ngươi ngồi đây, ta đi lấy bạc. Chúng mánh rồi, đúng là lũ nhà giàu chẳng biết cái quái gì. Cứ nghe thấy tầng bốc mình định hót là mờ hết cả mắt. Phen này mình lại to rồi. Quái lạ, làm không công mà sao tên này lại mừng như bắt được vàng thế nhỉ? Đáng ngờ quá, phải chăng có uẩn khúc gì bên trong? Mình phải làm cho ra lẽ chuyện này mới được. Có 20 thỏi bạc mà lâu thế nhỉ? Chờ từ nãy đến giờ sốt hết cả ruột. Anh ơi, không có cách nào để đo chính xác lượng bạc cần dùng hả anh? Không, làm gì có cách nào. Chỉ có một cách duy nhất là tùy vào độ to nhỏ của cái chén mà ước lượng số bạc cần nung chảy thôi. Nhưng nhẽ thường, ta ước lượng rất chuẩn, họa có thừa cũng không đáng là bao. Bạc đây, đủ 20 thỏi đấy. Ngươi mau làm cái chén cho bà đi. Dạ dạ, bà cứ tin ở con làm luôn đây ạ. Khoan đã, có chuyện gì thế Hồng Xiêm? Cháu có cách đo chính xác lượng bạc cần dùng để làm cái chén này. Chắc không đến 20 thỏi bạc đâu bà. Có thật không đấy? Không cần đến 20 thỏi bạc à? Làm gì có chuyện đó. Ta làm việc này bao nhiêu năm còn không có cách. Đứa trẻ vắt mũi chưa sạch như ngươi, làm sao mà biết được. Bà cứ tin con, đừng nghe nó nói linh tinh mà hỏng việc ạ. Cháu nói thật mà, cháu có thể đo chính xác lượng bạc, không thừa, không thiếu, không cần đến 20 thỏi đâu ạ. Ngươi không biết chứ, thằng bé này nó là thần đồng của cả cái vùng này đấy. Nó nói điều gì chắc chắn chỉ có chuẩn. Hồng Xiêm, mau nói cho bà nghe đi. Dạ, bà cho cháu mượn cái bát to và một cái đĩa vũng ạ. Được. Để xem ngươi làm thế nào. Đặt cái bát vào trong đĩa, rót đầy nước vào bát, sao cho nước ngang mặt bát. Ta đặt cái chén vào trong bát nước, lúc này nước sẽ tràn ra đĩa. Đổ hết nước trong bát đi, lấy phần nước tràn này đổ vào bát. Xong rồi, phần nước này đúng bằng số bạc cần dùng để làm cái chén bằng bạc của bà. Đong một phần bạc đúng bằng phần nước này là xong. Thật không thể tin được. Giỏi quá, thế mà ngươi cũng nghĩ ra được. Không hổ danh là thần đồng. Làm sao đảm bảo chỗ nước này đúng bằng lượng bạc cần dùng chứ? Nhỡ đâu. Anh cứ làm thử là biết chứ gì. Phải đấy, ngươi làm như lời thằng bé này cho ta, mau. Nhưng lỡ cách của nó không đúng thì rất khó để bù số bạc thiếu vào ạ. Hay là anh không muốn làm theo cách của em? Từ lúc anh nhận lời làm cái chén bạc, em đã nghi ngờ rồi. Làm không công mà mừng như bắt được vàng. Chắc chắn là đã chắc mẩm trong bụng là số bạc không đến chừng đó, nhưng cố tình nói điêu lên là 20 thỏi bạc để lừa bà đây, đúng không? Cái gì? Có chuyện đó? Người to gan lớn mật nhỉ? Làm gì có chuyện đó? Bà đừng nghe thằng nhỏ này nói láo. Chẳng qua là con chỉ tính nhầm một chút xíu thôi ạ. Tính nhầm một chút gì mà ăn gian những 19 thỏi bạc? Cháu ngờ rằng người này muốn chiếm đoạt chỗ bạc thừa sau khi làm xong cái chén đấy ạ. Truyền đời báo kiếp cho người biết nhá. Người dám đến cái vùng này lừa ta là người tới số rồi. Phương lừa đảo bất lương kia, dám ăn gian nói dối, dám đổi trắng thay đen, bà truyền bảo ba hồn chín vía cho người biết nhá. Ăn của bà một đồng thì còn lâu mới được yên. Ôi trời ơi,
bà ơi, con chót dại, con chót dại, con không dám nữa. Con xin bà. Người đâu? Xử nó. Chào Phú ông, tôi sang nhận việc đây ạ. Phú ông cần gì cứ sai bảo ạ. À, anh Đò đấy à. Tốt quá, tôi mong anh mãi đấy. Độ dày vườn chuối nhà tôi sắp tới ngày thu hoạch. Người làm không hết việc. Tính thuê anh sang trông nom, chăm sóc vườn chuối. Anh làm được chứ? Dạ, tất nhiên là được ạ. Con đi làm việc luôn chứ ạ. Ờ, anh ra vườn đi. Có thằng Hầu nó chỉ việc cho. Vâng, con đi ngay đây ạ. Cha đừng lao lực quá nhé. Nếu cha thấy mệt thì nghỉ ngơi một chút rồi làm tiếp. Cha ra kia ngồi đi, con giúp cha nhổ cỏ cho. Sao con không đi chơi với các bạn? Sang đây với cha làm gì? Cha làm được mà. Lúc khác con chơi với chúng nó sau. Đúng là vườn chuối tốt thật cha nhỉ. Cha cũng thấy vậy. Phú ông nói, đây là giống chuối ngự, quý lắm đấy. Nhưng mà vườn chuối này không được đẹp mắt cho lắm. Cha có thấy vậy không? Hồng Diêm, sợ ta ức hiếp cha ngươi hay sao? Mà ngươi phải sang tận đây hộ tống thế hả? Ấy chết, con sợ cha con mệt nên đến giúp thôi. Chứ con nào dám nghĩ về phú ông như vậy ạ? À? Hiếu thảo gớm. Mà ta vừa thấy ngươi chê vườn chuối nhà ta phỏng. Con không dám chê, con biết giống chuối rất quý. Nhưng mùa hè gió to, khiến lá chuối bị rách te tua cả. Trông không đẹp tí nào. Ồ, thế lá chuối bị rách à? Làm thế nào để tránh việc đó đây? Ngươi có cách gì không? Cách tốt nhất là trồng tre xung quanh vườn để cản gió đấy ạ. Ngươi chắc là cách đó sẽ hiệu quả chứ? Dạ chắc chắn ạ, phú ông cứ tin ở con. Thằng này giỏi, tốt lắm, ta sẽ sai người làm theo cách này. Thôi, ta đi đây, các ngươi nhớ để ý chăm sóc buồng chuối quý của ta đấy. Hả? Ôi giời ơi, anh Đò! Anh Đò đâu? Ông ngoại con ạ. À. Ôi giời ơi là giời, anh nhìn đi, cái gì đây? Ôi trời ơi, chuyện gì thế này? Buồng chuối, ôi. Ta phải hỏi anh mới đúng chứ. Buồng chuối tiến vua của ta đâu? Tôi... Ta tin tưởng anh, mới giao cho anh chăm nom vườn chuối của ta. Anh nói xem, buồng chuối quý của ta đi đâu rồi? Tôi không biết thật mà, tôi không biết gì hết. Cái nhà anh nói hay chửa. Có mình anh coi sóc vườn chuối. Anh không biết thì ai biết? Chẳng nhẽ nó có chân, nó tự chạy đi à? Tôi không biết gì hết. Chắc anh thấy ta tin tưởng anh. Anh nảy lòng tham, ăn trộm buồng chuối quý của ta chứ gì. Vốn dĩ nó đã nằm khuất trong vườn, người lạ không thể nào biết được. Chỉ có thể là anh chờ đúng ngày thu hoạch mới ăn trộm. Phú ông hãy nghĩ lại. Ông tin tưởng tôi, đời nào tôi dám làm vậy? Có trời mới biết, ta sẽ trình báo với lý trưởng, tôi ăn cắp sẽ bị chặt tay đấy. Ơ, cha ơi, có chuyện gì thế? À, thằng Hồng Xiêm ra đây mà xem. Cha ngươi ăn trộm buồng chuối quý của ta, ta sẽ báo quan, xử cha ngươi tội ăn cắp. Hồng Xiêm, cha không lấy trộm buồng chuối đó. Cha cháu không phải người như thế, xin ông hãy cho cháu tìm cách minh oan cho cha cháu. Thôi được, nhưng nếu ngươi không tìm ra thì đừng có trách. Vâng, phú ông cứ chờ đấy ạ. Cháu nhất định sẽ tìm ra thủ phạm. Dạ bẩm ông có thư ạ. Thư à, của ai đấy? Dạ, là của phú ông làng thượng sai người mang tới. Lão ta thì có chuyện gì mà gửi thư cho ta? Cái lão nhà giàu keo kiệt bủn xỉn đấy. Đâu, đưa ta xem nào.
hợm hĩnh. Đúng là huênh hoang tỏ vẻ ta đây. Con trai lão Đỗ Khôi Nguyên kỳ thi hương thì có gì mà ghê gớm. Thằng Xoài nhà này á, đến tuổi cũng đỗ được vậy. Xoài, Xoài ơi, thằng Xoài đâu rồi? Dạ bẩm ông, hình như cậu Xoài đang ở trong thư phòng đấy ạ. Tốt, đúng là con trai ngoan của ta, có chí học hành. Để ta tới thư phòng xem cậu Xoài học hành ra sao nào. Xoài ơi, đang học bài đấy à? Giời ơi là giời, con ơi là con. Nhân chi sơ tính bản thiện, nghĩa là con người sinh ra bản tính ban đầu vốn là thiện và tốt lành. Thôi đi, không phải giả vờ. Canh mấy mà còn ngủ nghê vậy hả? Con biết con trai nhà người ta Đỗ Khôi Nguyên rồi không? Ơ, ai đấy hả cha? Người quen của cha à? Chẳng quen, mà người ta đã gửi thư tới khoe mẽ ngay tận nhà đây này. Con trai lão phú ông làng thượng ấy. Ôi, không ngờ anh ấy giỏi giang thế nhở. Còn ở đấy mà khen à? Có biết lão viết thư mỉa mai nhà mình không hả? Là thế nào hả cha? Đây, đọc đi. Nhân thằng con trai tài hoa nhất vùng của tôi vừa đỗ khôi nguyên trong kỳ thi hương, gia đình mừng vui mở tiệc, mời phú ông làng hạ đến dự, tiện thể cho cậu quý tử Xoài được gặp gỡ đàn anh để học hỏi. Ôi, thích quá! Vậy là mình sắp được đi ăn cỗ rồi. Ôi, có chết tôi không cơ chứ? Kìa, cha! Cha làm sao đấy ạ? Người ta đang cười vào mặt đấy, chẳng tốt đẹp gì cái cỗ ấy đâu. Miếng ăn là miếng nhục đấy con ạ. Vậy cha muốn con phải làm sao? Phải trở thành thần đồng, phải học hành giỏi giang, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Được vậy thì thích quá, ai rồi cũng sẽ ngưỡng mộ con. Đúng thế, vậy thì hãy tu chí làm thần đồng ngay đi. Nhưng cha ơi, con không biết phải làm sao để trở thành thần đồng cả. Ôi. À, ở cái làng này chỉ có Hồng Xiêm là thần đồng thôi ạ. Ờ, đúng, không hổ danh con trai phú ông, nhanh trí. Vậy hãy đi tìm Hồng Xiêm để hỏi nó cách trở thành thần đồng. Hồng Xiêm có ở nhà không đấy? À, con chào phú ông, cả Xoài nữa. Hai người đến tìm con ạ. Đúng vậy, hôm nay có việc đến nhờ nhà ngươi đây. Vậy phú ông chờ con một lát, con cho bò ăn xong rồi ra ngay. Ờ, nhà ngươi cứ cho bò ăn đi, bò xinh đấy. Đấy, con thấy chưa? Hồng Xiêm nó còn bận rộn mấy việc tay chân bẩn thỉu mà vẫn làm được thần đồng. Con ở nhà ăn sung mặc sướng, không thiếu thứ gì, nên không có lý nào không làm được thần đồng như nó cả nhá. Vâng ạ. Dạ bẩm, không biết hôm nay phú ông có việc gì mà tìm đến tận nhà con thế ạ? Ê, chuyện hôm nay rất quan trọng. Ồ, con tò mò quá, rốt cuộc là chuyện gì thế ạ? Chuyện là thế này. Đây, đọc đi. Ôi. À, ở cái làng này chỉ có Hồng Xiêm là thần đồng thôi ạ. Ờ, đúng, không hổ danh con trai phú ông, nhanh trí. Vậy hãy đi tìm Hồng Xiêm để hỏi nó cách trở thành thần đồng. À, con hiểu rồi. Vậy là phú ông muốn con chỉ cách để Xoài trở thành thần đồng, Hồng giúp phú ông được nở mày nở mặt với phú ông làng thượng. Đúng rồi đấy, người mau nghĩ cách giúp ta. Cậu giúp tớ với nhá. Phải giúp phú ông tỉnh ra mới được. Cách thì không phải là không có, nhưng phú ông và Xoài liệu có kiên trì để theo được hay không thôi. Miễn là có cách, làm gì ta cũng chấp nhận. Tớ cũng thế. Vậy đúng giờ này sáng mai, phú ông và Xoài ra bến đò của cha con nhé. Lúc đó con sẽ bày cách cho. Mai cơ à, hôm nay luôn có được không? Dục tốc bất đạt, làm thần đồng đâu thể vội được ạ. Ta đã đến rồi đây, bây giờ thì làm gì hả? Bắt đầu từ hôm nay, con sẽ dạy cách làm thần đồng cho Xoài. Việc của hai người là mỗi ngày đến đây đi đò và nhớ quan sát dòng chảy của con sông làng mình. Để làm gì? Sao phải quan sát dòng chảy của con sông? Việc này có liên quan đến chuyện làm thần đồng sao?
Bí mật trở thành thần đồng nằm chính ở dòng chảy của con sông làng mình đấy ạ. Bây giờ mời phú ông và xoài lên đò. Ta đi thôi. Hồng Diêm ơi, nhưng xung quanh toàn là nước. Chính xác là tôi phải nhìn vào cái gì đây? Hãy chú ý vào cách con sông chảy qua làng mình. Thế nào rồi? Xoài đã nhìn ra bí mật để làm thần đồng chưa? Tôi không hiểu gì cả. À, cũng không biết phải nhìn cái gì. Toàn là nước chảy thôi, chứ chẳng có bí mật nào cả. Không phải vội, mới chỉ là ngày đầu tiên. Con phải làm thế này bao lâu nữa thì mới làm thần đồng được à Hồng Diêm? Nhanh hay chậm là tùy thuộc vào cậu thôi. Hẹn mai gặp lại, nhớ đúng giờ nhé. Cha ơi, con nhất thiết phải làm thần đồng không ạ? Con thấy mệt quá. Nhất định phải làm, mới có một ngày đã là gì. Ta không thể để thua lão phú ông làng thượng được. Phải tập trung đấy nhé, thần đồng tương lai. Ừ, tớ biết rồi. Hồng Diêm ơi, mình còn đi thế này bao lâu nữa vậy? Trò này đúng là phí thời gian. Phú ông và xoài xin hãy kiên nhẫn. Kiên nhẫn, kiên nhẫn, kiên nhẫn. Ngày nào cũng bảo kiên nhẫn. Ta kiên nhẫn cả tuần đủ rồi. Phú ông cẩn thận kẻo ngã. Cha ơi, cẩn thận. Ta chẳng thấy có cái bí mật nào ở dòng sông này cả. Ngược lại là khác. Con xin hỏi phú ông và xoài, hai người thấy con sông chảy quanh làng mình thế nào? Chỗ thì chảy thẳng, chỗ thì quanh co đấy Hồng Diêm. Tại sao con sông lại chảy quanh co mà không chảy thẳng luôn? Chẳng phải như vậy sẽ nhanh hơn sao? Hỏi vớ vẩn. Tự nhiên nó vốn đã định ra như vậy rồi. Chẳng có tự nhiên nào quy định con sông sẽ chảy thẳng hay quanh co đâu ạ. Tự bản thân dòng sông phải tìm lối để ra được biển lớn. Nếu gặp chướng ngại vật trên đường đi, con sông sẽ chảy theo hướng khác. Ý của nhà ngươi là sao? Dạ bẩm, con đường để trở thành thần đồng cũng giống như cách chảy của con sông này vậy. Muốn thành tài, chúng ta hãy học cách ứng xử của dòng sông. Gặp trở ngại, nó vòng tìm đường khác, chứ không phải là đi tìm bí quyết để nhanh chóng trở thành thần đồng đâu ạ. Ý ngươi là muốn làm một việc gì đó thì phải kiên trì, khi gặp khó khăn cũng không được dừng lại, mà phải luôn luôn tìm cách để vượt qua nó. Đúng rồi ạ, nhưng còn thiếu một ý nữa thưa ông. Đó là trở thành người tài thì không thể một sớm một chiều mà thành, mà cũng phải là cả một quá trình đấy. Cậu chỉ được cái nhanh nhẩu, nhưng câu này chính xác. Sông trong nắng sau ngày mưa đẹp quá. Hóa ra đó là bí mật của dòng sông. Sao xoài lâu thế nhỉ? Đã hẹn là hôm nay chơi đánh khăng rồi mà đến giờ vẫn không thấy mặt mũi đâu. Hay là phú ông không cho nó đi? Ai như xoài kia? Đúng là cha con nó đấy. Đi đâu mà vội thế nhỉ? Sao bảo là đi đánh khăng với bọn mình cơ mà. Ra hỏi nó là biết ngay. Ê xoài còi, cậu đi đâu thế? Không đánh khăng à? Tớ có việc phải đi cùng cha tớ. Hẹn các cậu hôm khác nhá. Đi đâu mà vội thế? Có nói các cậu cũng không biết đâu. Thế nhá. Làm gì mà bí mật thế nhỉ? Hay ta đi theo xem nó làm gì đi. Thế thì đi luôn thôi. Quả nào quả nấy to như cái bát đấy nhỉ? Nòm đến là ngon mắt. Hôm trước xoài khoe nhà nó mua táo ở tận kinh thành đấy. Bảo sao táo ngon thế? Thì ra là nó và phú ông bí mật mang táo đến diện kiến quan huyện. Không ngờ xoài lại giấu bọn mình. Chắc phú ông sợ Hồng Xiêm giành phần đấy. Này Hồng Xiêm, có cách gì để được ăn thử một quả táo ấy không? Các cậu chưa được ăn táo ấy bao giờ à? Chưa. Được rồi, để tớ sẽ cho các cậu ăn thỏa thích thì thôi. Dạ thưa,
Chúng cháu là học trò, xin vào yết kiến quan tri huyện ạ. Mấy đứa oắt con vắt mũi chưa sạch mà dám tự xưng là học trò. Quan huyện rất bận, không tiếp ai cả. Quan huyện bận mà vẫn tiếp phú ông đấy thôi. Hay là các anh thấy phú ông có lễ vật nên cho vào, còn người khác không có quà thì phải đứng ngoài ạ. Nếu chuyện này đồn ra thì các anh sẽ mắc tội làm mất sự uy nghiêm của quan đấy. Thôi, đi vào đi. Kính chào quan tri huyện, chúng con là học trò, nghe tin quan về làng vi hành. Chúng con biết quan trọng hiền tài nên đến để yết kiến quan huyện ạ. Hồng Xiêm đấy phỏng, lâu nay có nhiều lời đồn về tài năng của ngươi. Ngươi đã tìm đến đây, vậy ta sẽ ra cho ngươi một câu đối. Nếu ngươi đối được, ta sẽ trọng thưởng. Bằng không, ta phạt roi vì tội mạo phạm. Con xin vâng ạ. Nhưng nếu con đối được, quan thưởng cho con mâm táo đó được chưa ạ? Nếu ngươi thích táo thì ta sẽ thưởng, nhưng phải đối được đi đã. Mời quan ra vế đối ạ. Lị, mị, võng, tam tiểu quỷ. Dám chê mình xấu như quỷ à? Được, để xem. Bẩm quan, con xin đối ngay ạ. Cầm sắc tì bà, bát đại vương. Tuy người khác chê chúng con xấu như quỷ, nhưng thật ra chúng con là đại vương đấy. Người dám nhận là đại vương ư? Láo tét. Nhưng nó đối chỉnh quá mà cha. Im ngay. Không sao, khẩu khí lớn lắm. Khá khen, khá khen. Vậy chúng con có được thưởng không ạ? Được, ta sẽ thưởng cho ngươi. Nhưng ta muốn các ngươi chia thưởng theo ý ta. Ở đây có 17 quả táo. Ta muốn chia cho ngươi 1/2 số táo. Chia cho cô bé kia 1/3 số táo. Và cậu bé còn lại 1/9 số táo. Không được bổ bất cứ quả táo nào. Thế nào, nếu không chia được thì ta sẽ lấy lại phần thưởng. Thưởng gì mà khó quá vậy? Quan không thưởng thì thôi, còn đánh đố. Không bổ thì chia làm sao? 17 không chia được cho 2, chẳng chia được cho 3, chia cho 9 cũng không hết. Nó tưởng lấy được táo ta dâng lên quan mà dễ à? Quan cho con mượn thêm một quả được không ạ? Được. Bây giờ con có 18 quả. Con lấy 1/2, tức là 9 quả. Na được 1/3, tức là 6 quả. Mít mật được 1/9, tức là 2 quả. 9 cộng 6 cộng 2 bằng 17. Một quả trả lại cho quan này. Con chia xong rồi. Hay quá, đúng 17 quả luôn. Hồng Xiêm giỏi quá. Sao cho mình ít thế? 2 quả chẳng bỏ dính răng. Hay, giỏi lắm. Thế mà cũng nghĩ ra. Ta thích ngươi rồi đấy. Được rồi, cho các ngươi lui. Chúng con xin cáo lui ạ. Thôi, hai cha con ngươi cũng lui đi. Vậy còn chuyện con trai con ạ? Lui đi. Khi nào được như Hồng Xiêm thì hẵng quay lại. Tiếc thế, táo ngon biếu quan mà thằng Hồng Xiêm nó xơi hết rồi còn đâu. Biết thế lúc ở nhà còn bớt lại mấy quả. Suốt ngày chỉ ăn, đồ ăn hại.